ngày 15 tháng 10, thông tin tới báo chí về một số nội dung chính của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 10 tới. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ dành thời gian cuối kỳ họp này cho công tác nhân sự. Tại kỳ họp này, có hai vị trí nhân sự được miễn nhiệm là chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Bộ trưởng Bộ Y tế. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định sẽ được miễn nhiệm thôi chức ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thôi không làm chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Hiện bộ chính trị đã có quyết định phân công ông Nguyễn Khắc Định làm bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa. Trường hợp Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời câu hỏi của báo giao thông, vì sao phải miễn nhiệm khi nhiệm kỳ bộ trưởng của bà Tiến vẫn còn đến năm 2021? Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, do bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã đủ tuổi nghỉ hưu bà Tiến sinh ngày 1 tháng 8 năm 1959. trao đổi với phóng viên báo giao thông, nguyên phó ban tổ chức trung ương Lê Quang Thưởng phân tích, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chưa hết nhiệm kỳ nhưng đã không còn giữ chức bí thư cán sự đảng ở Bộ Y tế. Còn về mặt chính quyền thì phải chờ quốc hội họp. Tại kỳ họp quốc hội, chính phủ có thẩm quyền trình ra quốc hội miễn nhiệm thành viên của mình. Ông Thưởng cho rằng đang giữa nhiệm kỳ mà miễn nhiệm là trường hợp đặc biệt thông kém gọi các bộ trưởng hoặc ủy viên trung ương đảng dù đến tuổi nghỉ hưu nhưng nếu đang trong nhiệm kỳ thì được làm hết nhiệm kỳ. Trong lịch sử cũng có bộ trưởng nghỉ khi chưa hết nhiệm kỳ nhưng là có đơn xin nghỉ, như trường hợp ông Lê Huy Ngọ, bộ trưởng Bộ Dập phát triển nông thôn xin nghỉ năm 2004 khi chưa hết nhiệm kỳ. Đó cũng là thời điểm Bộ Dập phát triển nông thôn có hai thứ trưởng bị khởi tố liên quan đến vụ lã thị kim canh. Sau đó ông Ngọ đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm vào chức Trưởng ban Phòng chống lụt bão Trung ương. Trước đó, ngày 16 tháng 9, Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận vụ Việt Nam Pharma sang trọng Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến sai phạm. Thanh tra Chính phủ xác định Bộ trưởng Y tế phải chịu bổn phận giữ vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực dược, dược, cục trưởng cục quản lý dược chịu bổn phận giữ vai trò là người tham mưu giúp việc cho Bộ trưởng Y tế, đã để xảy ra những thiếu sót, vi phạm qua các thời kỳ. Đồng thời, Tổng thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm bổn phận chỉ đạo Bộ Y tế để xảy ra những tồn tại, vi phạm đã nêu. Ngày 14 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với cộng đồng ban cán sự đảng Bộ Y tế về thi hành quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ kiêm giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà Tiến thế hệ đây đã được bổ nhiệm trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.